Xin chào quý anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một mảnh đất cho thuê được tọa lạc ở phường Thế An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gần phía cầu Dừa nha, với quý anh chị. Miếng đất diện tích là 1.600 m, diện tích phía trước là 20 m, phần hậu phía sau nở hậu là 25 m, bao gồm 200 m thổ cư. Anh chị đang xem con đường này đi thẳng thì sẽ hướng về cầu Dừa tầm khoảng một cây số nha quý anh chị. Vị trí miếng đất thì nằm bên phía tay phải, mình sẽ quẹo phải vô phía hướng này. Đường này thì xe tải 5 tấn lưu thông được nha quý anh chị. Ở đây là phía bên trong miếng đất, hiện tại đã có đường điện. Điện này điện bình thường nha quý anh chị, điện nhà mình sử dụng. Em sẽ đi xuống phần phía sau mảnh đất ha. Đất hiện tại nó được san lấp rất bằng phẳng nha quý anh chị, được san lấp bằng xà bằng, nền đất rất là cứng. Cao độ cao hơn so với mặt đường là 10 cm. Đây là phần phía sau. Em sẽ đi lên phía trước ha, phía trước. Mảnh đất được tọa lạc hiện tại là xung quanh đã có dân cư ở đầy đủ hết nha quý anh chị. Phần 200 m thổ cư là phía phần căn nhà nhỏ nhỏ mà quý anh chị đang thấy. Tiếp tục em sẽ đi một vòng từ phía mảnh đất đi ra con đường thông trở lại đường Lê Văn Khương nha quý anh chị. Đường này là xe ô tô mình lưu thông bình thường nha quý anh chị, xe 5 tấn có thể lưu thông được. Mình đang tiến ra đường Lê Văn Khương nha quý anh chị. Đèn xanh đèn đỏ, mình quẹo phải sẽ đi về phía cầu Dừa. Mình đi thẳng sẽ đi hướng đến khu công nghiệp Tân Tế Hiệp. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Quý anh chị có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại phía dưới phần mô tả giúp em. Em cảm ơn ạ. À.